Hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái máy rửa nước nóng, rửa hơi nước ấm. Máy này thì nó là của Ý. Nó phía dưới đáy nó đóng trên nhựa luôn, là đóng made in Italy. Nhưng mà máy này nó xuất cho thị trường của Nhật. Con này thì nó là loại lớn, tương đương là loại lớn. Mình ở đây một số này thì mình làm vệ sinh ở nhà, cửa, bếp, nút, các thứ các cái, hoặc kính, nhà kính mà dính nhớt nhau hay là mở gì đó, mình lau chùi nó rất là nhanh. Thảm, mình chà thảm trong nhà nữa. Thì ở đây nó có những cái linh kiện ở đây, nó có cái cây này. Mình muốn xài loại dài thì mình gắn loại dài vô. Còn không mình chà thảm, chà sơn cái vấn đề gì nóng thì mình làm ở đây. Có cục cây dài đây. Ở đây thì nó có thêm cái loại cây ngắn. Ở đây thì nó có thêm dài cái loại cước mình chà chà sân nè. Nước nóng nó ra nhanh nè, tại vì mặt sàn nhiều khi mình sàn rửa cá dầu mỡ rồi nó có lo ra lâu ra thì mình thổi nóng thì nó ra mau lắm. Ở đây nó có cái nỉ rồi một số cái chi tiết của nó thêm. Còn cái này là cái cây để nối dài. Ở đây mình không xài thì mình tháo cái khớp này ra, mình gắn cây ngắn cây dài tùy loại. Còn ở đây thì máy này thì mình để trong cái túi này đó. Cái túi này mình để bên dưới. Còn linh kiện thì mình để ở bên trên. Linh kiện thì mình để ở bên trên này. Nó có hai lưỡi vỏ này, có hai ngăn. Tại vì bên đây trong vỏ bóp nhỏ này nè, nó có kim cái gòn cao su. Cái gòn cao su này anh em, tại vì nó chưa có sử dụng bao nhiêu chứ, anh em nào mà xài về sử dụng mà sợ chạy đẩy mà cấn á, thì anh em về tự động bắt này vô, bắt vô bên hông này, nó cho cái gòn cao su này. Còn khi mà mình xài cái này á, là nó có cái bình. Cái bình này châm nước nè, để anh em châm nước. Khi mà châm nước á, là nó không có xuống. Nhưng mà khi mình bóp á, mình bóp thì xuống là nước nó mới xuống. Nhấn xuống á, thì giống như cái bình mà để uống nước vậy đó. Nhấn xuống nó mới ra nước, còn mà để thì nó không ra nước. Nó có cái gòn trong này. Tại mình châm nước là mình châm vô trong, mở cái nắp này ra châm. Mà khi anh em xài á, anh em châm vô rồi thì anh em cắm điện, bật nút off on như này. Thì anh em chờ khoảng tầm 3-4 phút, 4-5 phút nó nấu nước sôi lên thì mình mới sử dụng được liền. Chứ không phải là để cắm vô là mình sử dụng được liền. Nên anh em không số không gầm thì mình nghĩ nó máy nó không hoạt động. Ở đây nó có đèn, nó cất đèn còn báo hết. Nước á, mình châm nước mà mình châm nước thiếu á, ở đây nó sẽ báo động cái đèn xanh này lên là nước không đủ để cho mình nấu, để mình xài. Đó. Còn ở đây đồng hồ áp của nó đây. Đây mình bấm thử cho anh em xem. Ở đây nó có hai chế độ, một cái nút là để phun nước ra luôn, nó ra nước nhiều để nó rửa kính, mấy cái kính cường lực á nó ra. Còn một nút là để chuyên mở hơi thôi. Đây có hai nút ở đây, khi mình mở cái nút này thì nó chỉ cháy một cái đèn thôi. Rồi anh em nào cần xài thì liên hệ mình. Thì mình muốn xài cái đầu nào, đầu nối nào thì mình cứ việc mình gắn cái đầu nối nó vào. Mình muốn xài tia hay xài vấn đề này, xài cái nào thì gắn vô. Ở đây mình có khớp này. Khớp này thì mình gắn vô dĩ này. Đó, để mình chà những cái loại sắt, cái nền sắt, cái thứ cái. Còn mình không xài cái này thì mình gắn cái loại để mình kỳ cái này. Mình gắn cái này vô đây. Đó, nó nhiều lắm. Ở đây nó có thêm một cái loại mà cái gòn này để cho chuồng kiến nè, loại ngắn. Còn mình đang gắn trên đây là cái gòn dài. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip.